Tùng này, guồng quay của công việc có thấy anh nhận ra là thời gian trôi rất là nhanh không? Có chứ. Ngọc hỏi thì anh cũng muốn chia sẻ một chút với Ngọc và quý vị khán giả là sáng nay anh rất là giật mình khi mà nhìn vào lịch thì chợt nhận ra rằng là 2 tháng nữa thôi là Tết đến rồi. Thời gian trôi quá nhanh. Và nhân dịp anh Tùng vừa nhắc tới dịp Tết cổ truyền thì bà Ngọc nghĩ rằng đây là một khoảng thời gian rất là ý nghĩa khi mà chúng ta có thể sum vầy bên gia đình, có thể hẹn hò, giao lưu cùng bạn bè và cũng là một khoảng thời gian rất thích hợp để có thể trao nhau những lời yêu thương hay là gửi tới nhau những món quà ý nghĩa đấy anh Tùng ạ. Chính xác Ngọc ạ, và nếu như quý vị khán giả cũng giống như Sơn Tùng và Bảo Ngọc, nhiều khi chúng ta mải chạy theo những bộn bề cuộc sống, ở những vòng quay công việc mà không có nhiều thời gian để chuẩn bị những món quà tặng cho những người mình yêu thương như là gia đình, bạn bè, thầy cô. Thì ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng ở lại với chúng tôi, cùng với mua gì Tết này để cùng khám phá một món quà rất thú vị và đặc biệt sẽ có trong chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Tổ yến được xếp vào hàng bát chân của người Việt bởi giá trị dinh dưỡng mang lại, không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng dùng để chăm sóc sức khỏe. Giờ đây tổ yến còn là một trong những món quà tặng ý nghĩa, sang trọng dành cho người thân, bạn bè, khách quý trong dịp đặc biệt như lễ Tết. Với mong muốn mang đến cho người dùng những sản phẩm tinh tế, chất lượng nhất, Yến Sở Bạch Yến đã cho ra đời các dòng sản phẩm với nhiều quy cách khác nhau như yến thô, yến tinh chế, yến trưng. Tất cả sản phẩm đều đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo 100% yến xào thiên nhiên không pha trộn. Nhờ bảng thành phần đa dạng với hơn 30 nguyên tố vi lượng giúp tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng cùng 18 loại axit amin thiết yếu, sản phẩm Yến Sở Bạch Yến phù hợp với mọi độ tuổi, giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng ở trẻ em và người lớn, chống lão hóa, hỗ trợ điều hòa lưu thông máu, cải thiện hệ tiêu hóa ở trẻ nhỏ, tốt cho phụ nữ mang thai. Anh Tùng ơi, thực sự là sau khi xem clip thì em rất muốn thử luôn món yến xào bạch yến đấy. Chắc chắn rồi, bởi vì anh quá hiểu Ngọc luôn. Ngày hôm nay đã mang đến một tô yến trưng đường phèn để Ngọc và quý vị khán giả có thể thưởng thức. Và hãy cho anh cảm nhận của Ngọc nhé. Cảm ơn anh Tùng rất nhiều, đúng là chỉ có anh Tùng hiểu em. Mời em. Thưa quý vị, vừa cầm tô yến xào lên, Bảo Ngọc đã ngửi thấy một cái mùi hương rất thơm tỏa ra đấy ạ. Và bây giờ thì Bảo Ngọc sẽ thử hương vị của món yến xào để cùng quý vị cảm nhận nhé. Anh Tùng ạ, khi mà em thưởng thức thì em thấy là sợi yến rất là dai giòn, còn có mùi của đường phèn dịu ngọt này. Và nói chung là em cảm nhận được hương vị của món này rất là thanh mát. Và nếu như năm nay lựa chọn một món quà giàu giá trị dinh dưỡng mà lại còn mới lạ thì chắc chắn em sẽ lựa chọn yến xào bạch yến. Ngọc thân mến, thì không có gì tuyệt vời bằng là một tô yến xào thơm ngon chất lượng đựng trong một chiếc hộp sang trọng chắc chắn. Và ngày hôm nay thì anh đã chuẩn bị riêng một món quà dành tặng cho Bảo Ngọc. Đây chính là yến xào bạch yến. Đấy. Ở đây cho Ngọc và quý vị khán giả có thể là chiêm ngưỡng. Wow, cảm ơn anh Tùng rất là nhiều và em tin chắc rằng đây là một món quà rất ý nghĩa, giàu dinh dưỡng để chúng ta có thể gửi tặng gia đình và người thân trong dịp Tết Nguyên đán này. Và anh Tùng cũng có thể chia sẻ cho Bảo Ngọc cũng như là toàn thể quý vị biết địa chỉ để mua yến xào bạch yến được không? Ngọc và quý vị khán giả có thể tìm mua yến xào bạch yến ở địa chỉ đang được hiển thị trên màn hình nhé. Và Tùng nghĩ rằng là trong dịp Tết đến xuân về thì không có gì tuyệt vời hơn khi một món quà ý nghĩa được trao đi. Và người nhận sẽ cảm thấy được mình được quan tâm và yêu thương nhiều hơn, được không ạ? Và thay cho những lời chúc sức khỏe đầu năm thì đây cũng chính là thông điệp mà chúng tôi, những người làm chương trình cũng như thương hiệu Yến Xào Bạch Yến muốn gửi tới toàn thể quý vị. Và quý vị cũng đừng quên gợi ý quà tặng tới từ Yến Xào Bạch Yến nhé. Có mua gì Tết này? Mua sắm chỉ là chuyện nhỏ.